Xin chào các bạn, hãy cùng khám phá các nhiệm vụ tuyệt vời của Robot Sandbox, trợ lý công nghệ giúp sự kiện của bạn trở nên ấn tượng hơn bao giờ hết. 1. Chào đón khách hàng. Sandbox bắt đầu nhiệm vụ bằng việc chào đón khách mời ngay từ khi họ bước vào sự kiện, mang đến sự ấm áp và chuyên nghiệp ngay từ những bước đầu tiên. 2. Hướng dẫn đường đi. Với khả năng chỉ dẫn thông minh, Sandbox giúp khách mời tìm đường đến các khu vực như phòng hội thảo, gian hàng triển lãm và khu vực giải trí. 3. Cung cấp thông tin. Không cần phải lo lắng về việc tìm thông tin, Sandbox sẵn sàng cung cấp mọi chi tiết về chương trình, lịch trình và các hoạt động đang diễn ra. 4. Biểu diễn và giải trí. Sandbox không chỉ giúp đỡ mà còn mang đến sự giải trí. Với các màn trình diễn độc đáo, robot làm cho sự kiện trở nên sống động và vui nhộn. Hãy để robot Sandbox giúp bạn tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng và làm cho sự kiện của bạn trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm chi tiết và đặt thuê robot Sandbox cho sự kiện của bạn.